kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Năm mẹo đây nó gãy từng hàng do Kỳ Vân cư sĩ biên khảo như sau. Kỳ Vân ơi thầy biên nhắc nhở, tình thầy trò lưu nhớ chuỗi ngày, đời đời kiếp kiếp nào phai. Bão rông nguy ngập kể vai tớ thầy, tạm yên ổn cơ này rồi đó. Cho ngồi tu sáng tỏ phúc hào, gian nan cách mấy không sao. Hằng ngày lọc lực tâm nào sáng trưng thầy buồn tuổi tạm dừng thi phú. trò nghe ta chăm chú kiên trì, không may có bỏ thầy thi. Hồn linh hồi phục về quy gần thầy, giờ nguy hiểm phút giây thay đổi, trò thương thầy sớm tối tham thiền. Ngồi nằm quán tưởng thường xuyên, đứng đi cũng vậy khít liền đừng xa. Nếu vắng lặng quỷ ma lấn áp, cực khổ tu rồi gặp đức ngài, kệ đời ai có mỉa mai. Lánh người tu học sau này nên thân thầy thương chúc kỳ vân cư sĩ thầy chấm trò vừa trí vừa tài nếu so chẳng kém thua ai nghe thầy dáng ẩn đúng ngày rồi ra đời còn lắm quỷ ma đầy nhẫy năm mẹo đây nó gãy từng hàng dù cho nanh vuốt hổ man lửa thiên đốt cháy hình tàng ra cho trỏ dáng tu phật cho nước tịnh gội rửa lòng bợn dính nhiều đời nghe thầy chút nữa thành thơi muốn gì được nấy phật trời ân ban phật còn thử trần gian đủ cách thầy còn thương chỉ vạch lối về thử người coi có còn mê làm sao tựa cửa bồ đề tây phương thầy trò ta làm gương cho chúng đâu phải làm hưởng dụng những gì làm cho bá tánh hoài nghi thương cho các đứa ngu si hiểu lầm thầy ngưng bút nhủ tâm trò dáng đường còn dài biết đặng dáng ngừa trò về gặp phật thầy đưa nhưng phải gặp bão mây mưa dập rồi phật thử trò xong rồi mới chấm đạt thành danh áo gấm thường liền. Nhớ thầy trò dáng thường xuyên, tu hành chu đáo gặp liền như lai. Nam mô A Di Đà Phật. Kỳ Vân hữu phước, biết được đức ngài, Phật khiến trời sai, trần ai phải lãnh. Lập màn diễn cảnh, đủ lớp đủ tuồng, khi điên khi cuồng, lệ tuôn lạ trả, thử coi ai đã. Có biết ta chăng? Vượt mấy sông hằng thì văn giáo đạo, khuyên người hung bạo, trở lại hiền nhân, tích đức tu thân, sau này sống sót, Phật tiên tạm mót, hiền hậu nối đời, thầy chẳng thành thơi, Phật trời giao phó, lẽ đâu ta bỏ, chẳng ngó người ngay, đói khổ khẩn nài, lấy ai nâng đỡ, cùng chung bản sở, dòng giống tiên rồng, quy hiệp tổ tông, thì ông an nghỉ, trích kinh Phật vương di lạc trang 69 đến 71. Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh Thuyết Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 1999 Lời Bình Những câu sấm Đời còn lắm quỷ ma đầy nhẫy Năm mẹo đây nó gãy từng hàng Dù cho nanh vuốt hổ man Lửa thiên đốt cháy hình tàng ra cho Cụm từ năm mẹo đây ám chỉ năm quý mão 2023 Cụm từ nó gãy từng hàng ám chỉ thế chiến ba bùng nổ giải Gaza, Israel không nơi nào an toàn. Ngay cả bệnh viện cũng bị tấn công bom đạn cày bừa giết bệnh nhân trẻ sơ sinh. Khói lửa lan ra khắp vùng Trung Đông và cả thế giới, bom nguyên tử hủy diệt địa cầu. Dù cho nanh vuốt hổ man, lửa thiên đốt cháy hình tàng ra cho. Ngày tận thế kể gần, Đức Ngài khuyên trò tu mau kẻo trễ. Giờ nguy hiểm phút giây thay đổi, trò thương thầy sớm tối tham thiền. Ngồi nằm quán tưởng thường xuyên, đứng đi cũng vậy khít liền đừng xa mèo kêu lệ chảy dầm tuôn đờn kêu hát khúc ai bi mèo kêu vang dậy thời kỳ mới khai năm mèo mới rõ mới hay hai nghìn không trăm hai mươi ba cuối mèo phải chịu trắng tay khắp vùng mèo kêu đừng có nói khùng coi chừng hỡi sẽ chập trùng tới đây đờn kêu đức cậu không dây nửa mèo tặc tử tà tây loạn cuồng mèo kêu lệ chảy dầm tuôn Ai ơi đừng khổ, đừng buồn, đừng lo. Đừng giàu, đừng có bì so. Mau trơn hối cải rồi lo làm hiền. Đờn kêu cho tới thị thiền. Thôn quê cũng vậy nối liền cùng nhau. Đờn kêu sóng bùa ba đảo. Ai khôn ai dại ai giàu cũng vong. Đờn kêu ai ví thiện công. Rồi đây sẽ mở mây rồng tường chi. Đờn kêu tiêu hết còn gì. Bần buồn nước mắt lâm ly châu mày. Ngồi buồn chẳng nói với ai chi cơ chút xíu luận bài rồi xem. Đờn kêu bẩn đứng bên rèm Muốn về cho rảnh không thèm nói năng. Đờn kêu chưa được tròn trăng, thì là thượng đế san bằng tiêu tan. Đờn kêu đừng có nghinh ngang. ỷ thân ỷ thế ruồi tàn từ đây. Đờn kêu danh dự khỏa khuây. Đờn kêu ai lũ tà tây chôn vùi. Đờn kêu phải dáng ngậm ngùi. Ta thương ta nói ta vui làm gì. Đờn kêu ơi hỡi sầu bi mèo qua thì lại rồi đi nơi nào, gò cao thành vũng thành ao, thành biển thành biển ta đau đớn lòng, rồi đây ngập đến rừng tòng. Đờn kêu các bậc dáng trông dáng chờ, thầy còn ẩn dạng bí thơ. Chờ trong cư đạo vậy thời hồi quy, đờn kêu ngàn dẫm vậy thì. Kêu trong bá tánh lâm ly châu mày, đờn kêu trong lại kêu ngoài. Hết hơi hết tiếng hết bài thi văn, đờn kêu việc đến khó khăn. Bình Dương còn dạy dáng hàng dáng chi, phép tài đấu chiến suy nguy, ba bên bốn phía hành nghi sẵn rồi. Đờn kêu chưa lặng người ôi, do ngài thượng đế quay rồi phải ăn. Ta đờn đó khó khăn sắp tới, khắp hoàn cầu thế giới lung lay, thứ ba tranh pháp tranh tài. Đem ra thi đấu trong ngoài khổ đau. Phải như vậy mới nào khai mạc, phải làm theo lệnh của Phật trời, tội cho người ác người ơi. Ngài cầm cung lệnh tuyệt đời tiêu tan, sông biển đó máu tràn như hải, xương ngổn ngang ba bảy như rừng, vậy mà bá tánh chưa hưng. Còn vui còn thích còn mừng buôn ba, tiếng đờn kêu chan hòa đẫm lệ, nếu ai ngoan bảo vệ hồn thần. Đặng sau về được tân dân, hưởng mùa hoa nở ngày gần rồi coi. Kinh Phật Vương Di Lạc Trang 22 đến 25, kết tập từ mở P3. Luận cơ chi đạo từ phút 73 do Đức cậu Bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết năm 1998, Thiền Tịnh biểu Sơn Sydney ấn tống năm 1999. Sydney, ngày 17 tháng 11 năm 2023, Kỳ Vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.